Hello. Sáng mình chơi trò Sonic Dash này xem đi. Yeah. Và phải unlock luôn cái màn này. Xây luôn. Nhiệm vụ bây giờ phải lưu vào mấy con cua này để ăn cái nguyên liệu để xây tiếp này. Lưu mấy con cua đi. Sáng nhỏ đó là bài động tác à. Đến beat zone rồi, trời ơi mấy con cua này toàn nguyên liệu là mấy con chim xanh mà không được rồi. Mình muốn xây cái nhà mới này phải là mấy con chim màu tím à, chim màu đen, chim màu đen mới được. Thôi một con chim này được rồi, xây nhà nhanh. Ấy thế đấy, mấy con này được này. Mấy con bớt một điểm màu đen này được. Ôi được, em sắp mặt rồi. Sắp mặt rồi. Đen đủi. Sẽ sang chó mới. Ben 10. Ồ, vào rồi. Let's go. Winner and still champion. Do một số vấn đề trục trặc về kỹ thuật nên là mình sẽ mình tắt bỏ hết cái âm thanh này đi, nhạc đi. Chưa biến hình được à? Biến hình cho mọi người xem nào. Chú 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 chú. Tìm được cái gì này? Ồ. Một cái đồng hồ. À đây cái đoạn đầu để biến hình đồng hồ hoàn tinh này. À. Đoạn đầu kiếm cái Olympic này. Cho một quả skinny. Thank you.
cái máy này, tại máy này mới đổi máy này là nó chưa lưu cái dữ liệu cũ của mình, dữ liệu cũ mình đánh rất là xa lâu rồi, đánh cái màn bao nhiêu ấy? Mười mấy biết gì. Đây là người pha lê. Người này là người hành tinh, nên nhân vật anh hùng này là biến là toàn là pha lê, cứng như pha lê. Phải chuẩn bị biến hình nhất này. Chiu. Real hero keeps calm under pressure. Mấy chiêu của anh hùng này nhanh ngồi đấy. Chó gì đây? Chó này không phải đi. Không phải chó hôm qua chơi. Bắt đầu lại đây. À. Ôi. Kinh ghê chó. Con này nó chạy đua, chạy ra về đích cước. Ô mình sẽ về đích đâu, mình sẽ về đích. Ô quả này chạy nhanh lắm. Ô về đích, về đích. Cả chạy ra. Yeah, mình về thứ hai. Lần thứ hai nào. Sang màn mặt tiếp theo à? Ô chưa sang màn ba à? Ủa ngoài chơi nhanh lắm. Ôi người bắt đầu nóng rồi này. Chạy bốc hỏa này rồi. Roshikin đi. Sang số, à, sang số chạy cực nhanh mà. Như kiểu mũi cao su. Wow. Kinh dị thật. Wow. Ôi về nhất, về nhất. Màn ba rồi. À, cái trò này nó cứ phải về nhất thì mới gọi là được đi chơi tiếp. Nó lại phải chơi lại. Sao có một mình nha. Thank you.
Nhất rồi. Yeah. Để cho Tini. Ok. Vào phiên bản 1 này. Đây là bản 1 Titan 1. Mình vào mua đã. Mua thêm mấy nhân vật nữa. So many figures. Maybe they have more in the back. Where are all the robins? There's got to be one here. No, thank you. Hello. Đây là cái thẻ của chúng ta. It's so beautiful. Yeah, whatever. Đang trình bày rất nhiều, cuối cùng là lại đánh nhau. Yeah, you don't stand a chance against my figures. Mình có một nhân vật thôi. Mười đam bắn phát chết luôn. Ông muốn ném mình kinh khủng. Shouldn't we be Titan 1 and game 2? Ok, đây là trò Tiny Titan 2. Titan 2. Này, không biết có cái gì là mới không? 3, 2, 1, go! Cái bảng này mình thu thập được 3 cái thẻ. Để con bot. Chứ không biết tên gì. Chơi ra vừa Let's finish this. Ui, thốn thế. Yeah, I'd pick me too. You have excellent taste. Đây mình đi you chọn. Have excellent chọn. Taste. Oh yeah.
đừng đi rồi. Wow. That's a lot of figs. Nobody likes that one. I don't think so. No way. Lame. Nobody likes that one. No. Rồi mình đã có thêm một cái thẻ mới rồi. Đây cặp sông hi. Chị em à? Why yes. Toy battles are business. Three. Two. One. Go. Kinh nhỏ nhìn thấy đôi này nhìn sợ thật đấy. Trông rất hoành tráng. Để mình gọi con bét bét ma của mình. Năng lượng nó còn thấp lắm. Tuy nhiên rồi chị sang chờ bong bóc. À. 300 points until your next game. Ồ, ăn 300 điểm rồi. Mà này phải ăn 300 điểm. Xếp được qua. Ôi chết chết chết. Vừa vào nó sấp mặt rồi. Squidward! 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 Thừa 300 điểm rồi. I'm a good player, right? Straight left. Army crawl. Okay.
Batman. À, bây giờ biết nha. Rồi biết được trăng dây. Ơ bắn đi, bắn dây không được. How long are we gonna keep doing this? I have yoga in an hour. Con robot totally won. Có sao đấy nhỉ? Chỉ rồi Batman bị thua nên là phải đi hát rong để sống lại này. This is genuinely challenging, I have to say. Sống lại chưa? Yeah, sống lại rồi. Wow, I feel dizzy. Lại thua. Tôi nghe phải đi hát xong để sống này. Ôi. Đây là trò cuối cùng này. Là Mario. Màn này chưa nhận được một đồng tiền màu hồng nào cả. Vẫn thiếu rồi, vẫn bị thiếu mấy đồng, 2 đồng.